Dạ, hello các bạn, mình cầm trang xe nó của mình tiếp tục làm video mới nha. Hôm nay mình sẽ đi phần Robbery Bob. Phần này mình đi phần Hauntington nha các bạn. Sử dụng là trang phục là Udila Custom kết hợp với trang phục là Paradiso Custom nha. Rồi mình sẽ sử dụng là RCK. Đó, đi dòng leo qua đầu tiên. Ok, mình đã lấy cái khay sau ông chế đầu bếp đây. Đó, tiếp tục lấy cái vàng cuối cùng. Rồi, bây giờ mình lấy đầy đủ vàng thì mình sẽ đi qua dòng thôi. Rồi, thế là chúng ta đã hoàn thành dòng level 1 đầu tiên. Ok, giờ mình tiếp tục đi chinh phục thứ hai. Đó, sử dụng là Terror My and Nozzle Market. Rồi, đặt đây mình sẽ dịch chuyển luôn ông Bolico này nha các bạn. Ok, mình sẽ chạy qua đây. Rồi, chúng ta đã dịch chuyển thành công nha. Bây giờ mình sẽ lấy cái vàng cuối cùng mà mình sẽ đi qua dòng. Giờ mình sẽ kết thúc phần bình luận tại đây. Thank you các bạn đã xem ủng hộ của bên trang channel của mình. Snaggeroo. Bob the Reno.
Biro. Boogie Wowsie. Boogie Wowsie. Talk to Marima.